Thì bước vào Thế Miếu các bạn sẽ gặp ngay đây là cửu đỉnh, tức là chín cái đỉnh được đúc từ thời vua Minh Mạng từ năm 1835 đến năm 1837. Thì ngày 4 tháng 3 năm 1837 thì ở đây là một cái lễ rất là lớn để giới thiệu về cái cửu đỉnh này. Đây là sự thể hiện sự bền vững muôn đời của triều Nguyễn. Cửu đỉnh của nhà Nguyễn là chín cái đỉnh bằng đồng đặt ở trước sân Thế Miếu trong Hoàng Thành Huế. Cửu đỉnh được vua Minh Mạng ra lệnh đúc vào mùa đông năm 1835 và khánh thành vào ngày 1 tháng 3 năm 1837. Lấy ý tưởng từ cửu đỉnh của nhà Hạ ở Trung Quốc, vua Minh Mạng ban chỉ dụ cho nội các vào tháng 10 âm lịch năm Ất Mùi năm 1835 ra lệnh cho nội các cùng bộ công đôn đốc công việc đúc cửu đỉnh. Tháng 5 âm lịch năm Bính Thân năm 1836, phần thô của chín đỉnh được đúc xong, nhưng phải mất gần 8 tháng sau, cửu đỉnh mới được chính thức hoàn thành. Buổi đại lễ diễn ra vào ngày 1 tháng 3 năm 1837 để đặt đỉnh ở sân Thế Miếu dưới sự chủ trì của vua Minh Mạng. Trong thời kỳ chiến tranh Đông Dương rồi chiến tranh Việt Nam, theo đó suy thoái của thời kỳ bao cấp năm 1975, năm 1991, cửu đỉnh vẫn không dời chuyển và còn nguyên vẹn tới ngày nay. Cửu đỉnh gồm 9 cái đỉnh đồng, mỗi đỉnh có một tên riêng ứng với một thụy hiệu của mỗi vị hoàng đế triều Nguyễn. Trên mỗi đỉnh, người ta đều chạm khắc 7 bức họa tiết và một bức họa thư, gồm các chủ đề về vũ trụ, núi sông, chim thú, sản vật, vũ khí, tập hợp thành bức tranh toàn cảnh của đất nước Việt Nam thống nhất thời nhà Nguyễn.